Vâng, xin chào các bạn. Ừ, loa này lấy về khá lâu, hôm nay tôi mới bỏ ra đây để đấu loa mà các bác nghe. Đây là một đôi loa cực hiếm của Technic. Hàng này hàng rất độc và hay, có tên tuổi thương hiệu trên thị trường nhưng mà nó rất ít trên thị trường. Loa Bass 32, màng dạng màng trống, loa mid, loa tép đều dạng trống hết, lỗ thông hơi. Loa này bán giá 11,5 triệu, chỉnh phân tần. Hai đôi loa à, hai chiếc đẹp long lanh luôn, nó cực kỳ hiếm khi vào những đôi loa đẹp. 11,5 triệu. Bát đánh 32 đánh cực kỳ bạo lực luôn. Bát 32, tôi sẽ mở nhạc mời các bạn nghe. Đôi loa này có mã là Technic SB7A. SB6 đã bán rồi, còn mã này lần đầu tiên được bán. Hãy nói một lời, một lời yêu thương thiết tha chân tình. Xin hãy nói, đừng gian dối hỡi đôi môi. Hãy hứa đừng tách xa nhau, bao câu yêu thương sẽ không úa màu. Xin hãy hứa đi nhé, rằng một mai không mất nhau. Hãy quên đi cơn buồn phiền, hãy cho nhau cầu ước nguyện, cho nhau niềm tin dù mãi cách xa. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ không xa rời. Đôi tay em bao nhiêu đang làm sao xóa đi bao giọt sầu thương đau. Về nơi đâu em yêu ơi, cho niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu em yêu ơi, chuyển sang nhạc. Bát 32 nhưng đánh rất là khủng luôn. Tôi thơ sinh gói mộng đang trình, bụi bướm quân hành dọc ngang đời lệnh. Ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ, tay súng với nhịp điên. Lâu dần rồi chẳng khó khăn chi, 92 ngày lẻ, bạn bè vui vẻ, còn một đêm nay. Xin chào, hẹn gặp lại. À, bạn nguyên gì 100%. Gần loa đã phải thay, đó là gần cao su, không thay thì không được. Thế thôi.